À, có sáng nay mà cô có mặt đây chứ hả? Có rồi, sư chỉ cách tập cô làm được không? Dạ anh sao? Dạ không cho ha. À, thì mới vậy lần đầu mới nó hỏi thế chứ. À, còn nếu đi lâu rồi không hỏi. Con cô mà sư mới mở khóa thiền ở bên Đại Niệm Xứ á, sư hỏi sao nãy giờ sư chỉ cô tập được cũng giống như hỏi vậy. Cháu nói dạ được, con tập A Di Đà Phật. Thì gì đây, mỗi người mỗi cái phương cách thực tập làm sao nói bây giờ đây, nó được thì họ nói tập có được không? Dạ được, con niệm A Di Đà Phật Câu đây. hỏi Con còn ngồi chờ cái đấy chứ hả? À, cô mới hả? À, hồi sáng sư 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 chỉ cái cách tập con tập được không? Chắc cười chắc hả? Không nghe gì trơn hả? Cố gắng thôi. À, cố gắng. Ừ. Ráng đi hả? Hôm nay với ngày mai. À, thôi mời cô quanh đi. Ừ. sự khác con muốn hỏi là cái sự khác biệt giữa mình quan sát đối tượng với mình suy nghĩ đối tượng sư. Suy nghĩ dễ quá mà. Suy nghĩ mình đâu có quan sát gì. Thì chứ bây giờ cô nói là cô ý chỉ bây giờ chỉ quan sát nghe làm sao? Ví dụ bây giờ mình nói hơi thở này, mình biết mình quan sát hơi thở, tức là mình biết hơi thở nó vô nó ra như thế nào, phải vậy không? Rồi mình suy nghĩ cho cái hơi thở này mà lỡ nó đứt cái đứt bấm cái rùm chết rồi chẳng hạn, đại khái vậy đó, cái đó suy nghĩ này. Hoặc giả là khi để coi thử làm sao, hơi chừng nào hơi thở dài hơi thở ngắn, thấy không? Còn mình ở đó mình trực trực nhận, mình kinh nghiệm thấy hơi thở nó đang ngắn, hơi thở nó đang dài, cái đó là quan sát. Cái quan sát thì không có sự suy nghĩ. Ở trong thiền tập người ta ta khuyến khích mình quan sát vô cùng. Thì vì quan sát á, thì nó là chánh niệm, và chánh niệm thì đưa tới trí tuệ. Còn mà suy nghĩ thì có trí tuệ đó, nhưng mà tuệ là tuệ văn tuệ. Văn tuệ cái sức mạnh nó không có nhiều đâu. Cái tu tuệ á, nó mới chuyển đổi á. Ừ. Sẽ kể cái chuyện mà có cái ông thầy đó, ông rợt cái ông cái thắp đèn để cúng Phật á, đó rồi trong cái bình đó, dầu nó đổ 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 rồi bất cẩn xong cái đèn đèn cầy nó đổ lên cái đống dầu hỏa luôn, Phật cháy. Thì trong khi ông đang làm vậy thì ông sợ quá, ông thò tay ông xô cái đèn thì nó cháy nguyên cái cánh tay luôn, cháy nguyên cái ngón tay. Đó, thì người ta đưa đi cấp cứu, người ta băng bó, người ta thoa thuốc xong rồi ông nói trời tôi về đau nhức quá, đau quá chịu không nổi, ngủ không được luôn. Đó thì trong khi mà nằm đang nằm mê man ngủ không được, rồi tự nhiên thấy có mơ có ai đó lấy một cái chiếc nhẫn mà hơi đỏ mà thọc vào ngón tay của mình đó. Rồi ông la la quá, ông rực ông giật ra, ông giật ra nhưng mà ông giật không được, vùng vẫy hoài cái khoáng ông la nữa cái thức dậy. Đã thức dậy thì ông thấy không có ai hơ cái tại vì đau quá rồi mình ngồi mình nằm mơ mình thấy vậy thôi. Thì cái ngón tay của mình nó bị phỏng, bây giờ nó dính vào đây vậy. Thì ông nói thưa thiền sư, từ lúc đó tự nhiên tôi trực nhận cái chuyện nhân quả, nhân duyên nghiệp lực. Một khi mà mình đã tạo rồi thì mình không có rực đi đâu được hết trơn á, không ai mà tháo cho mình được hết trơn á. Một khi mình dính vào trong cái chuyện ác đức rồi, hoặc giả mình làm cái chuyện phước đức rồi thì nó dính của mình, là cái đó là do mình tạo thôi. Thì cái này là tôi hiểu hiểu lý nhân quả. Bây giờ tôi muốn thầy xác nhận giùm tôi qua thử, thiền sư đó xác nhận giùm tôi cái này, hiểu cái này là hiểu theo tư tuệ hay là tu tuệ. Tôi thấy để ý là tôi không có suy nghĩ gì hết trơn, tự nhiên tôi trực nhận tôi hiểu như vậy thôi. Ông thiền sư ông nói trong này mặc dù mình ngó coi như vậy nhưng mà nó cũng có một dạng hình thức là có suy nghĩ trong đó. Ông nói không, tôi đâu có suy nghĩ, tôi hiểu một cách rất là trực tiếp. Và thì thiền sư mới hỏi trở lại, thôi bây giờ thầy kiểm tra. À, để bây giờ mình suy nghĩ là mình có thế này, bây giờ kiểm tra coi thử, kiểm tra là sau khi cái câu chuyện nó xảy ra đó, có lúc nào mà làm những cái hành vi cử chỉ mà mình thấy ác đức á, mình không làm. Ví dụ chẳng hạn Đức Phật nói có năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cái mà mình dễ phạm nhất là mình nói dối. Đôi khi người ta hỏi mình cái gì rồi mình thấy cái bộ chắc không nên nói tôi ra, hay là nói cho yên cho rồi cái mình nói đại.
mình nói dối. Có bao giờ mà thầy làm cái chuyện đó không? Thầy suy nghĩ lại coi cho kỹ coi thử. Từ khi mà cái câu chuyện mà cái ngón tay nó bị phỏng rồi cho tới tới bây giờ mà thầy hỏi tôi như vậy đó, có bao giờ mà thầy làm cái chuyện như vậy không? Tạm thời gọi là bất thiện đi. Có không? Nó có thể có lắm mà. Nếu vậy thì thầy chưa hiểu, thấy không? Nếu mà thầy hiểu rồi thì thầy cũng dám, cái nhỏ cái to gì cũng dám làm hết trơn à. Cái chuyện bất thiện mà chuyện ác đức, cái chuyện mà lừa gạt người ta thì vậy, chuyện nhỏ chuyện lớn dù lỡ chứ không lỡ cho mình, nhất định không làm thì không làm. Vì nó hiểu thật sự rồi. Đó là cái sự hiểu biết của một vị tu đạo huân á, ngài không có phạm giới là vậy đó, ngài hiểu là cái này không có lợi gì hết trơn. Có thể là mình nói láo một chút vậy đó lợi cho mình, nhưng mà cái này về lâu về dài nó trở thành ác nghiệp này. Rồi mình phải vay rồi mình phải trả. Đó thì cái hiểu, quý vị thấy không? Cái sự suy nghĩ nó khác và cái hiểu nó khác. Cái hiểu là mình nó tự ra hành động à. Còn một lần, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó mình, ai hỏi mình tâm sân tốt hay xấu, quý vị trả lời là xấu hết trơn không? Có ai nói tốt đâu. Nhưng mà mình vẫn nói sân như thường. Coi thử ai mà chê chê mình là mình nổi bọng rồi, thấy không? Nấu ăn lên rồi mình nói cái móc xì là cái vậy là thôi chết rồi. Trời ơi, tôi nấu vậy, nấu cả buổi sáng, cũng chết rồi. 8 giờ tôi xì xa này nữa, thấy không? Không có nhớ ơn chút nào rồi cái nọ. Không? Bực bội sân hận liền tức thì. Còn cái vị tu đạo huân á, ngài không có vậy. Ngài không có tâm sân. Là ngài thấy đâu có ai trong này đâu mà giận. Như vậy là cái giận nó có bản ngã trong á. Tôi đã nấu, tôi đã làm, tôi đã khổ công cả buổi sáng, tôi giúp đỡ mà quý vị không có thương tôi nữa đó không? Quý vị thấy không? Tôi trong không? Do đó đổi sân. Mình hiểu như vậy nhưng mình đâu có làm được, phải không? Vì tôi là hồi ngày thấy không có sân. Mà một cái câu chuyện mà nó thực xác trong thực tế này là ông thầy của sư ông nói á. Ông nói cái tánh tôi, trời ơi, trước khi tôi là tôi sân hận ghê lắm. Một năm trời tôi tu tập, tôi không có nổi sân với ai hết. Tôi tưởng tức là tôi ngon lắm rồi đó. Lúc đó ông còn cư sĩ cái gì, kể lại cái quá trình tu tập của ông. Thì ông nói con bữa đó tôi đi chợ về, ông bác ngoài chợ đó, chiều tối về nhức đầu quá. Cả ngày rất nhiều chuyện nó xảy ra cũng làm cho mình mệt mỏi rồi. Thì tôi về tôi gặp cái chú em của tôi, thằng đó nó cũng học bác sĩ. Tôi nói mày biết thuốc, có thuốc đau đầu có gì đó mà cho tao viên, nhức đầu quá tao xin viên. Cái nói ông nhậu cho đã rồi, bây giờ ông nói ông ăn nhậu hồi trước, ông ăn nhậu chưa nhiều thì bây giờ nó nhức đầu nó phải vậy cái nọ. Cũng giống vậy, không đưa đã không cho rồi mà còn nói nữa. Nói. Ông nói lúc bây giờ tôi nổi điên. Tôi nổi điên, tôi mới trong tâm tôi nó nói một câu thôi, một câu một. Mày là cái thứ gì mày, thằng em tao mà sao mày dám nói tao câu đó. Thì ông nói tôi kéo cái học bàn, tôi tính đập nó trên đầu. Đánh nó trên đầu nó. Trong tâm nó nói... Tôi gườm nó, tôi nói mày là cái gì mà mày nói tao câu đó. Một miệng mà vừa nghĩ mà tay mà nó kéo cái học bàn đó, tính quất lên đầu đó. Thì nghe cái tiếng giật cái bàn mạnh quá, bà chỉ tôi ở trong mày nhảy ra bà la. Tại vì bà không biết đến ông thầy này rồi mà. Dữ lắm, thì khi mà ông nổi điên lên là ông cầm cây, cầm đồ, ông đập người ta. Bà la, bà nói, ê, mình đừng có giết nó đó. Thì tôi nghe la, tôi hết hồn, tôi thả tay xuống. Tự nhiên tâm tôi hiểu, trời ơi, một chút thôi à, tích tắc à. Mình cầm cái học bàn nó nặng là biết bao nhiêu mà mình sáng lên đầu nó là nó chết rồi chứ không có cách gì nó sốc nữa. Thì ông nói, tự nhiên tôi kinh hồn cái sự sân hận. Tôi thấy cái tâm sân hận kinh hoàng quá, tôi sợ quá. Từ này về sau không bao giờ tôi nổi sân. Cái gì đó, khi có một cái chuyện gì nó xảy ra cho mình đó, mình đã tu tập một thời gian rồi này, tâm mình đã bắt đầu thuần rồi này. Vì lý do đó mà nó vô ý quên mình rồi mình làm chuyện bậy đó, thì cũng nhân duyên để mình tu tập. Khi làm chuyện bậy thì tự nhiên nó quay trở lại, nó quật mình thì mình biết được tức thì, trong một tích tắc mà mình không có biết kiềm chế mình, là mình không có hiểu cái gì, mình đánh em mình là chết rồi đó. Thì quý vị thấy cái hiểu về là cái sự mà suy nghĩ nó khác à. Suy nghĩ thì nó phải, nó trái, nó hơn thua, nó tốt xấu rồi vậy. Trong này nó nói thôi đừng nên làm, còn bên này dòm cái đó, hết hồn hết huyết tức thì liền. La một cái là tự nhiên thả xuống liền tức thì. Mà nói bà chị tôi ở trong phòng mà nhảy ra bà la, ra bà la cái là tôi thả cái hộp bàn xuống liền.
có thấy không? Thấy suy nghĩ với quan sát không? Quan thực sự là không phải câu hỏi của con. Câu hỏi của con mà con hỏi làm chi vậy? Trời ơi, nếu con hỏi thấy không có chứ, trời đất ơi, trong mô hồ cận ơi, uống miếng nước cho xả hỏa cho rồi, bực quá, bực. Câu hỏi thứ hai. Cô là có ai đây? Con, cái này của con. Tôi không tin nè. Trong lúc mà sư hướng dẫn, cái lúc 10 giờ hướng dẫn ngồi thiền đó, thì tự nhiên cái lời hướng dẫn của sư là đối tượng âm thanh, đồng thời có một con chim nó hót ngoài đó. Tức là mình đương có hai âm thanh, một cái âm thanh gần và âm thanh xa ngoài kia. Thì tự nhiên con thấy tâm con khó chịu với cái âm thanh gần của sư á. Mà con cái chuyện mà con chim nó hót con không thấy khó chịu hết á. Con thấy nó bình thường đó, là chuyện ngoài đời, chuyện xe chạy, máy bay bay, thấy chuyện bình thường. Nhưng mà cái tiếng sư giải nghĩa á, sư hướng dẫn người ta từng bước step by step á, nó làm cho cái sự quan sát cái chánh niệm của mình nó bị xáo trộn, nó bị nó không có stable nữa. Thì khi đó con mới trực nhận lại thấy là mình thất niệm. Thành ra con thấy mình lựa đối tượng rồi. Dạ, mình lựa đối tượng này. Còn có cái problem đối với âm thanh, mình tưởng á, mình tưởng là mình âm thanh là vậy đó, thường vậy là được rồi, vậy là được rồi. Nhưng mà no, khi mà nó có chuyện khác biệt cái là mình sẽ thấy cái tâm mình nó đối xử khác biệt liền. Cũng có nhiều người nói tôi ngồi thiền nó đau cái lắm tôi chịu được. Mà cái con ruồi nó bay tới bay lui mà nó ngứa chỗ này tôi chịu không nổi, tôi muốn tát một cái, tát một dây về mặt mình quýnh nó sao phải không? Con ruồi nó chung vô chung ra nó ngứa cái chỗ này này. Đau thì chịu được mà ngứa tôi chịu không được, thấy không? Thì các vị thiền sư người ta nói đó mình lửa đó. Cái tâm mình nó nổi sân thì mình lửa. Cái này thì được mà cái kia là không được. Mùi hôi này thì được, mùi hôi kia chịu không nổi. Mùi cống, mùi cầu tiêu chịu nổi mà ai mà hôi nách thì tôi chịu không nổi, thấy không? Thì cũng là mùi hôi thôi. Có vậy không? Lửa ra nè. Cái bà đó bà hôi nách quá tôi chịu không có nổi. Rồi vô trong nhà vệ sinh sao tôi cũng hôi vậy, còn hôi hơn nữa, thấy không? Mà tại sao chịu nổi? Thì tại vì của mình, tại mình chịu được. Còn của người ta thì phải hôi rồi. Tắm nó lửa. Trong này có bản ngã trong á. Nó coi này là của tôi, này. Có tôi thì tôi thương lắm. Bao nhiêu cũng thương hết trơn, ngày xấu bao nhiêu cũng thương hết trơn. Mà còn của người ta thì mình không ưa là cái gì mình cũng thích hết trơn. Cái tâm thành kiến. Đó thì cái này anh chị em thấy không? Anh chị em tu tập, anh chị em để ý, để anh chị em quan sát mà thấy. Không ai quan sát dùng cho mình, cái phương pháp đã chỉ cho mình để mình tự làm, mình làm lên. Tại sao như vậy hả? Tại sao như vậy này? Tại sao âm thanh này là mình chịu được mà tại sao âm thanh này mình chịu không được này? Mùi hôi này mình chịu được, mùi hôi kia mình chịu không được này. Nó có nhiều người không thích cái mùi dầu xanh. Tại vì sao những cái người mà thích dầu xanh là người hôi nách? Ủa sao khổ vậy? Sao kết hợp gì kỳ cục vậy? Thế cái người nào hôi nách là tự nhiên thích dầu xanh? Sư cũng biết có thiệt không nữa. Vậy hả? Ta nói như vậy đó. Hay là họ nói rằng là những người nào mà hôi như vậy mà sức dầu xanh mua nữa là, thì hai thứ nó làm cho càng tệ nữa. Thì mình cũng không biết sao thì cái ai như vậy là tự nhiên nó ghét à? Cái mùi chỉ nó chỉ là mùi thôi mà mình associate cái mùi với cái idea của mình vô là tự nhiên ghét thương nó sẽ khởi sanh. Ăn uống cũng vậy ha. Cái này ngon, cái này dở, cái này không thích, mình không thích. Trong này là toàn là mình idea thôi. Trong đồ ăn nó chỉ là đồ ăn, mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, cái là basic phải không? Căn bản là mùi là vị thôi. Bây giờ đem thích đem ghét vào trong. Ta có một lần nó có một cái anh chở sư đi dùng cơm đó, để trong cái tiệm đó là tiệm của người Đại Hàn. Rồi anh sư ngồi sư nghe anh nói chuyện là anh nói cái người Đại Hàn đó họ tổ chức rất là chu đáo, tổ chức rất là đàng hoàng, nó đâu vào đó thì công nhận cũng thiệt có đúng như vậy đó. Còn cái tiệm tàu là thôi thua, nó bề nhầy bà nhà nó chạp nhạp. Sư hỏi vậy tức là anh không thích người tàu đó? Ông nói phải không, tôi không bao giờ thích hết trơn, thấy không? Chứ không phải tiệm tàu nào cũng vậy hết trơn. Vì vậy mình tu tập, mình quan sát, mình để ý thì mình thấy ủa, tại sao mà cái này thì mình ghét, cái này là mình thích. Trong cái thích này, tại vì sao mình thích này, thích cái gì trong này. Để cái gì hỏi tiếp đi.
À con. Nó có bay không? Không bay. À. Ta hai cái nào cũng sạc cũng giả hết trơn. Bự 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 bay 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 nhẹ 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 đó. Nó có cái cảm giác đầu tiên hết. Con thấy không? À, cảm giác đầu tiên rồi. Mấy cái đó mà nếu mà con mở mắt ra con thấy tự nhiên tắt à? Biết cái ảo giác mà, một cái cảm giác nào đó. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình nói cái bay này. Cái bay là mình ngồi một lát là mình cảm giác nó nhẹ. Vì nó khỏe rồi. Mình duy trì chánh niệm, tâm mình nó yên ổn, nó nhẹ nhàng đó. Nhẹ nhàng là cái tâm nhẹ chứ đâu phải cái thân nhẹ. Cái thân mà 70 pound là 70 pound, 100 pound, 100 pound, 200 pound là cứ 200 pound chứ không nhẹ chút nào đâu, phải không? Còn nặng thêm thì có. Nhưng mà cái tâm á, tâm nó nhẹ, tâm nó mát mẻ, rồi mới có cảm tưởng giống như bay. Rồi mình nói, mình suy nghĩ, ôi nhẹ quá ha, giống như bay, là nó bay thiệt. Là tại vì cái tưởng nó làm việc, imagination nó làm việc. Đấy. Thì đây là những cái đây những là sinh hoạt có tâm không ạ? À? Rồi mình có cảm tưởng bay thiệt, mình mở mắt ra đâu phải bay. Thì bự cũng vậy đó. Cô kia cô ngồi cô để ý cái phòng cái xẹp, cái phòng cái xẹp. Rồi cô thấy cái bụng cô bự như cái trống. Cô bằng con mắm sao cái bụng bằng cái trống được. Giống ốm nhom mà. Nhưng mình tâm cái tưởng. Tâm cái tưởng nói là bự. Vì vậy những cái dạng mà tưởng tượng nó phong phú vô cùng trong tâm mình. Bởi vì con có biết trong trong tâm mình nó tồn trữ rất nhiều hình ảnh này, mùi vị này, những cái món mình ăn á là mình nhớ hoài. Bây giờ nếu mà con đã ăn miếng xoài rồi, nó sẽ đưa cái miếng xoài, con biết là cái này là món xoài, trong thể này cái này là món cam được, có vậy không? Để cái vị, cái mùi của nó mình phân biệt rất là rõ và nó khắc ghi trong này, trong cái tưởng của mình á. Tưởng là cái bộ nhớ, cái memory của mình nó khắc ghi trong, nhớ ghê lắm, mình nhớ đôi khi 30-40 năm lần á. Cứ mỗi lần mình ăn thì cái bộ nhớ của mình nó được tô đậm. Mỗi lần mình ăn cái bộ nhớ nó được tô đậm. Nếu mình bỏ mình không ăn á, thì nó quên. Đó. Nhưng mà mỗi lần mình ăn trở lại thì bộ nhớ mình nó được, cái memory của mình nó được càng lúc nó càng được tô đậm, càng rõ ràng hơn. Đó là lý do tại sao mà cái tưởng của mình nó làm việc rất là nhanh. Nó phải khi mà nó đi cuộc đối tượng tới là nó phải đem hết tất cả cái information trong này ra để nó biết cái này là cái gì. Để nó điêu cho, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, con từ trước giờ chưa gặp một vị sư là như thế nào hết trơn. Bây giờ con việc con gặp con hỏi ông này là ai vậy ta, thì ta nói đây là một người tu, họ mặc đồ như vậy. Ví dụ chẳng hạn như các sư này thì quen rồi, nhưng mà ví dụ gặp một ông pha kia Ấn Độ là họ mặc cách thức của họ khác nhau, thì nói là họ tu theo kiểu Ấn Độ rồi cái nọ đó. Hoặc giả là nếu là người tu mà mình kính trọng thì mình gặp người tu thì người ta kêu mình chắp tay lại đó. Thì khi mà con có được cái information là con gặp thì cái tưởng con này làm việc tức thì. Đây là sư thì tự động cái tay đưa lên chấp lại. Đấy. Hoặc giả là cúi đầu. Hoặc giả là một cái người đó là cái người mà mình quen, như là một vị thầy của mình là vậy đó. Tự nhiên nó gặp, nó chấp tay, nó cúi đầu, nó lễ phép đó. Tất cả những cái này là nó ghi khắc ở trong này rồi. Mình tiếp thu cái information ở ngoài vô, rồi nó giữ lại trong này. Khi mà gặp đối tượng đó, nó bung ra, nó so sánh. Nó hay hui thì trả lời câu đó là tự nhiên mình hành động theo. Vì cái tưởng này tưởng sai. Khi con ngồi mà con thấy bự, nó cái tưởng của con nó sai. Nó lấy một cái cảm giác nào đó, nó thấy một cái hình tướng nào đó trong cơ thể của con á, nó explanation, nó giải thích cách sai lầm. Do đó mình tưởng giống là mình bự, mình tưởng là giống mình nhẹ, mình bay, mà thật ra đâu có. Có vậy không? Không, là cái tưởng của con nó sai thôi, chứ con đâu có làm gì sai. Sai tức là nó giải thích sai. Giải thích sai. Ví dụ con gặp cái dây con tưởng là con rắn. Mấy thuộc rồi chứ. Cái này đi ha. Cái này không có cái gì sai. Sai không có nghĩa là sai trái. Không có sai trái. Nothing wrong. Nhưng mà nó chỉ giải thích không đúng thôi. Đúng hả? À. Mình giải thích không đúng thì nó vậy. Vậy. Yeah. Mở mắt ra để nhắc mình là cái này là cái tưởng thôi. Con mở mắt ra đôi khi con người thấy mất thân nữa, làm như không có thân. Đó. Đây là những cái tưởng nó dựa vào trong một cái cảm giác nào đó. Cái nó tưởng là cái này như vậy đó. Ví dụ như mình đi ở trong rừng á, mình thấy một cái cây mình tưởng là con rắn, hoặc giả là mấy tảng đá mình tưởng một người ngồi. Đó. Cái hình ban đêm á, ban đêm rồi vậy đó.
chấp chấp nhăn nhăn là mình không biết rồi, cái tôi tưởng sai, hoặc giả là khi mình tới một cái chỗ nào lạ đó, rồi chẳng hạn mình đi mình nói hồi hôm là mình thấy bờ biển bên tay trái, mà sao bây giờ mình thức dậy mình thấy bờ biển tay mặt, đó cái tưởng đó lúc đó làm việc sai rồi. Cái bờ biển nó ở đâu nó vẫn ở yên cho đó à, tại vì mình thay đổi cái position của mình, do đó trái ra mặt, mặt ra trái, thấy không? Cái đó là cái tập nó vậy. Tưởng tượng là mình về đây mình sư nhớ có một lần sư đi về Việt Nam đó. Rồi cái lần đầu tiên mà sư về Việt Nam á, thì lần đầu tiên là gia đình gặp sư, là thấy là sư tu á, thì từ trước giờ không thấy sư tu đó. Trước giờ là thấy sư đi với các cư sĩ mà, sư qua tới bên Mỹ bên này rồi sư tu, rồi cái mới đi về lại thăm thăm ông cụ sư, ông thân của sư sắp sửa mất đó. Thì khi mình đi đón á, thì có bà chị mình đi theo. À, thì lên trên phi trường đó, bà thấy, bà nói, ủa, còn ta cứu camera đó, rồi cái thấy nói, ủa sư Trí Dũng rồi, Trí Dũng xong bây giờ cũng để tóc dài xù xù, sao tu gì kỳ vậy ta, cái bà cứ tức ra, bà nói rồi, hóa ra là bà dòm cho ông nào chứ phải sư, thấy không, ngộ vậy đấy, dòm thì tự nhiên wrong information, thì wrong explanation, cứ vậy thôi, nhìn sai thì nói hiểu sai, vì vậy, anh chị em thấy không, khi mình lớn tuổi này, thấy không? Các căn của mình bắt đầu nó sinh hoạt, nó bắt đầu nó yếu dần rồi. Mình điếc, điếc thì mình nghe không rõ. Không rõ thì nghe sai. Nghe sai thì nói sai. Nói sai thì suy nghĩ sai. Dễ sợ không? Tại mình thấy cái người mà lớn tuổi là tội nghiệp vậy đó. Hoặc giả là khi mà lớn tuổi rồi thì nó không có hoạt động nữa. Nó không có còn lao động nữa. Nó ngồi yên chỗ. Ngồi yên chỗ thì bờ cái hí nộ ái ố trong này nó trào ra trở lại, nhớ chuyện xưa, nhớ chuyện này chuyện kia. Mình nghe mấy người lớn tuổi lúc đó khi tới mình cũng vậy nữa, thấy không, ưa kể chuyện xưa không à, ở đó tôi vậy tôi kia tôi nọ rồi vậy đó đó. Rồi nếu như mà cái hiện tại bây giờ mà không làm cho mình mà hoan nghỉ thỏa mãn là mình khổ lắm, mình buồn lắm đó. Khi mà mình buồn mình khổ rồi thì đó bậy rồi, thấy không, là bắt đầu nó đổ ra, mình khóc lóc có là mình oán hờn người này người kia vậy đó. Đó là những cái mình thấy tuổi già cần tu là vậy đó. Tu để làm sao? Sư nhớ có một cái anh đó, anh nói anh có một cái bệnh là chán nản kia lắm. Chán nản vô cùng chán nản. Ưa chán nản lắm. Làm cái gì một thời gian chán. Ngày nào cũng hồi trước đi làm anh nói bỏ việc à. Ngày nào cũng đi trên cung đường đó. Đi tới cái chỗ đó. Vô ngồi cái phòng đó. Trên cái bureau đó, làm cái thứ việc đó, làm không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, cứ lập tới lập lui hoài. Buồn chán quá, chán chịu không nổi. Rồi bây giờ đó tu tập, hướng dẫn, chỉ cái cách tu tập. Anh nói, lúc mà bây giờ đó, cái chán nó trở thành là cái phương tiện để cho mình tu tập. Không sợ nữa. Cho hồi trước sợ lắm. Phải kiếm một cái gì làm để cho nó qua cái cơn chán nản. Bây giờ mình tu tập, mình lấy cái chán nản làm cái đối tượng. Bởi đó là cái phương thức ta chỉ cho mình mà. Quý vị nghe cái câu là không ai, không có người, một người nào mà tắm hai lần trên một dòng sông không? Quý vị nghe câu đó không? Đấy. Mà thật ra về phương diện Phật Pháp à, không có một người nào hết. Người cũng thay đổi mà dòng sông cũng thay đổi. Quý vị nói không có ai tắm hai lần trên một dòng sông, nghĩa là chỉ nói dòng sông thay đổi thôi. Còn Đạo Phật nói cái người đủ thể tắm cũng thay đổi nữa. Vậy thì bây giờ đó mình tu tập cái sao để mình thấy tất cả đều thay đổi hết thì không có cái gì mà chán. Chán là mình cứ nghĩ nó lặp lại mà, do đó chán nản. Đó thì thấy cái câu của cái anh Đinh nói rất là cả một cái chuyện tình tu tập chứ không phải chơi rồi. Bây giờ cái chán nản nó trở thành người bạn của tôi. Tôi dùng cái chán nản như là cái phương tiện để tu tập, không sợ nữa. Cái hồi đó là chán nản sợ ghê lắm. Quý vị nào mà đi máy bay quý vị thấy lên trên nó không cho mình ngồi, ngồi không, nó không biết làm gì, chán quá chán. Chọc xung quanh thấy là người thì ngủ, người thì qua tivi, người thì qua cái này qua cái kia, đủ thứ chuyện. Mình ngồi không được. Bây giờ sư kiếm ra được cách là sư không có ngồi đó nữa, sư đứng dậy, sư tập thể dục thể thao, đi tới đi lui. Thì cũng một hình thức là mình bớt cái chán như vậy thôi. Khi nào mệt mình ngồi xuống, rồi mình quan sát cái chán của mình. Thật ra cái chán là do cái tâm mình nó suy nghĩ thôi, có gì đâu.
Vì vậy cái sự tu tập này nó nhắc nhở mình, nó có những cái trạng thái tâm nó luôn luôn ở với mình, nó tới với mình. Và khi mà nó tới với mình không biết xử lý của nó là mình sẽ hỉ nộ ái ố, rồi nó xui mình làm những cái chuyện bậy bạ. Hết rồi. Trong cái nhóm thiền ở bên 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 Phố Đà vừa rồi đó, có một cô đó, sư hỏi cô tu có được không, cô nói được, rồi cô nói con niệm Phật. Còn cái cô khác cũng tới nữa, mình thấy trong một cái nhóm nhỏ nhỏ vậy mà rất là nhiều người, nhiều khuynh hướng tu tập khác nhau. Thế mà nói tới cái chuyện mà phiền não là cô đem vi diệu pháp ra cô giải thích. Cô giải thích, cô nói như vậy như kia cái nọ. Cô nói nhờ học vi diệu pháp mà cô bắt đầu cô ý thức được là cô bất tham, bất sân, bất si vậy. Nói rất là kêu bằng là chủ quan kia lắm. Đấy. Nhưng mà cũng có đúng một phần trong đó, chứ không phải không đâu. Cái tư duy nó cũng giúp mình rất là nhiều. Tư duy giúp mình bớt cái phiền não, bớt khổ, bớt chán. Đấy. Nhưng mà tư duy thì nó có tính cách là kêu bằng tạm thời thôi. Nó không có mạnh đâu, nó không có lực, cái lực nó không mạnh. Cái lực nó mạnh là do cái sự tu tập và do cái sự quan sát mình thấy rõ ràng, mình kinh nghiệm rõ ràng bằng chính xuyên qua cái kinh nghiệm của mình mà, thấy không? Khi mà có một câu chuyện xảy ra đó, khi bạn chưa tới một cái chỗ nào đó, bạn nói cái chỗ đó, bạn sẽ dịch tả cái chỗ đó theo cái sự suy nghĩ của bạn, bạn chưa tới mà. Ví dụ như nói Myanmar, bạn chưa biết là Myanmar xứ Miến Điện là như thế nào, người ta nói rất nhiều trường thiền của Myanmar. Hay là cái chỗ các chủ tu tập như vậy đó, ta nói cái tên thì mình nghe rồi mình tưởng trong tâm mình vậy à. Chỉ khi nào bạn tới đó rồi thì bạn mới thật sự hiểu nó như thế nào. Vì vậy trong cái sự tu tập này là người ta chỉ cho mình cái cách tập mà thôi. Người ta không bao giờ nói cho mình cái kết quả. Bởi vì cái kết quả nó, bạn sẽ tới nhưng mà tùy theo mỗi người sẽ thấy một cách khác nhau. Không ai nói được là cái gì hết trơn. Có thể đúng mà cũng có thể sai nữa. Nhưng mà nếu một người nào đó tới rồi đó thì nghe người ta tả, nghe người khác nói biết họ tới rồi đây. Chứ họ chưa tới đâu. Đó, nhưng mà cái nhìn của họ khác thôi. Các quý vị nhớ sẽ kể cái chuyện cái cô kia mà cô đi Miến Điện á. Cô nói là cái chuyện bên Miến Điện là theo ý của cô là cô thấy cái gì á. Nói theo quý vị nhớ câu chuyện đó. Người ta nói tới Miến Điện, người ta nói tới tháp, tới chùa chiền, người ta nói tới cái này cái kia, người ta nói tới các cái trung tâm đi học cái đồ vậy đó. Nói, còn cô này không. Nên cô nói là tôi thấy rõ ràng là bên Miến Điện tôi ra ngoài dân côn tôi thấy đàn ông họ không mặc quần. Đó, thì cô nói chưa hết, mặc quần thì mặc xà rông. Đúng như vậy. Thì không tới làm sao mà nói được cái này. Thật ra nếu mà mình là người ở bên Miến Điện, mình đã tới Miến Điện thì mình thấy họ cổ nói đúng. Tôi cô đừng cần gì phải nói tới các trường thiền, tôi nói các trường thiền là quý vị đọc trong sách trong vở quý vị biết. Còn tôi có một cái nhận xét, tôi thấy tới tới nơi đó rồi, hoặc giả là họ nói rằng là họ tới Miến Điện họ thấy trời ơi người ta ăn sao dầu mỡ nhiều quá. Dạ, chùa chiền nhiều. Vậy thôi. Đó, nhưng mà mình thấy chùa chiền ở Miến Điện cũng có, thì chùa chiền ở Thái cũng có, chùa chiền bên Campuchia cũng có. Nói thế không? Mà nói khác cách sao thì mình cũng khó nói. Tới nơi biết à. Cũng dùng nói ngon vậy, ngon như thế nào, ngon mình ăn thì biết à. Vì vậy trong cái quan sát này, người ta nhắc nhở mình là quan sát tục đế, quan sát chân đế đó. Quan sát tục đế thì mình nắm bắt những cái khái niệm ở bên ngoài, và cái khái niệm thì nó thay đổi à. Khái niệm về người, về tôi, về ta, về vật gì rồi vậy đó, đó là cái thế gian người ta nói như vậy. Còn trong cái chân đế không có nói về mấy cái đó. Vì vậy cái sự quan sát mà quan sát chân đế nó chính xác hơn là quan sát tục đế.
Ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi, quý vị thấy tâm sân nó khởi sanh, suy nghĩ nó khởi sanh. Tại vì mình suy nghĩ về một cái chuyện gì đó, cho nó sân mình mới nổi lên, phải không? Vui mình mới nổi lên, buồn mình nổi lên. Ví dụ bây giờ có một cái đối tượng nào đó, một người nào đó, mình phải suy nghĩ xấu, mình suy nghĩ xấu của họ rồi mình mới giận họ chứ, phải vậy không? Hoặc giả là cái người nào đó mình thương đó, trong một cái lúc nào đó mình với họ nó có một cái kỷ niệm gì chia sẻ đó, có thể là người đó là người thân của mình, bạn bè của mình, hoặc giả là những người bạn đạo của mình chẳng hạn đó, mình có những cái lúc mình vui vẻ mình chia sẻ như vậy thì là mình nhớ tới những cái giai đoạn đó, mình suy nghĩ tới cái chuyện đó thì cảm xúc nó khởi sanh. Đó là trong khi mà cảm xúc nó khởi sanh là tại vì sao? Bạn nắm bắt cái khái niệm. Khái niệm là tôi với cái cô đó, tôi với người nào đó, gặp nhau ở chỗ nào đó, trong một cái hoàn cảnh nào đó, thì tự nhiên cảm xúc nó khởi sanh. Còn tâm mà nhớ lại chuyện đó, chỉ biết tâm nhớ lại thôi thì không có cái gì hết. Thành ra ta nói sự tu tập lắm, làm như ở tới đó nó làm như nó cái cảm xúc thì nó thấy nó ngọt ngào, nó đắng cay. Còn cái con người đó, nó lạnh lẽo, nó nhạt nhẽo à, có gì đâu. Tâm suy nghĩ với tâm suy nghĩ thôi, không có để ý tới tâm suy nghĩ cái gì. Đó là quý vị quan sát tục chân đế đó. Chân đế là nói về sự suy nghĩ, nói về tâm, nói về mà cảm giác. Còn bạn nói suy nghĩ về cái gì, bạn nói về nội dung của sự suy nghĩ. Hễ mình nghĩ tới nội dung là tự nhiên nổi sân, nội dung là tự nhiên hỉ nộ ái ố nó lên. Mấy cái này thì nó đòi hỏi mình tập một thời gian lâu rồi mình mới hiểu. Hiểu cái này là tục đế, cái này là chân đế. Nói bây giờ là chỉ lý thuyết vậy thôi. Ai dạ mời Phật, rồi mời anh. Thưa sư, có một lần con nằm mơ, thì xong tỉnh dậy thì mình mới nhớ cái mơ đó là gặp cái chuyện như vậy đó, xong mình phải phản ứng về nhà. Giấc mơ không phản, con nghĩ là con sẽ phản ứng về để đối đáp lại. Thì lúc mà tỉnh giấc mơ lại thì con mới nghĩ làm vậy là ác quá, nghĩ là làm đúng theo giấc mơ đó là quá tốt. Vậy thì cái tâm con lúc mà con thức dậy với tâm con lúc ngủ mơ, cái nào nó thật hơn? Tâm ngủ mơ thật hơn. Nó thật hơn. Dạ, thật còn hơn. Cái suy nghĩ đó. Dạ, suy nghĩ. Vậy là mình bị cái hoàn cảnh xung quanh đó, nó ảnh hưởng tới mình. Thế đó mình không dám suy nghĩ theo kiểu đó. Ví dụ sư là nhà người tu chẳng hạn. Sư không, dù sư cũng muốn là sư không dám nghĩ như vậy, nghĩ tới cái chuyện đó. Có những cái chuyện mà không, ví dụ chẳng hạn như quan hệ nam nữ chẳng hạn. Sư có thể gặp một cái đối tượng nào đó sư rất là thích, nhưng mà sư đâu dám nghĩ tới, là vì sư là người tu mà, thấy không? Như vậy là vì cái vấn đề mà cái vai trò của mình ở trong xã hội, do đó mình tránh né, mình không dám nghĩ tới, mình không dám để ý tới, mình không dám nói tới. Còn trong giấc mơ là nó free, không ai ràng buộc gì mình hết. Thành ra tha hồ phiền não, nó tha hồ nó quẩy, nó muốn làm gì nó làm à. Cũng giống như là nói cái gì á, làm cái gì thì quý vị cẩn thận ghê lắm. Thấy vậy không? Mà suy nghĩ tha hồ, muốn suy nghĩ gì suy nghĩ à. Thì suy nghĩ trong cái chuyện ác đức không mà mình vẫn suy nghĩ như thường, bởi vì có ai thấy gì mình đâu. Mà suy nghĩ mà nó cũng có trường hợp như hồi nãy sư nói đó, nếu mà mình là người tu thì mình sợ những cái sự suy nghĩ này nó làm cho mình, nó tác động tới tâm của mình, lôi kéo mình đi làm những cái chuyện ác. Đó. Nhưng mà đứng về phương diện thiền tập á, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ mà thôi, đừng có đem tôi ta vào trong đó. Còn mình, nếu mà mình nói rằng là mình suy nghĩ như vậy là mình sẽ đi đến chỗ ác, thì trong này nó có đem tôi ta trong á. Vì vậy khi mà suy nghĩ xấu á, mình bực lắm, mình phản ứng với sự suy nghĩ của mình. Mình nghĩ mình là người tu mà sao mình nghĩ gì xấu xa vậy, hoặc là mình là một cái người già cả mà sao mà mình đi nghĩ cái chuyện một cái cô nào đó mà bằng tuổi con cháu của mình, nghĩ gì kỳ cục vậy chẳng hạn. Hoặc giả là mình nói rằng là mình là sinh ra một cái gia đình giàu có đạo đức mà sao mình đi nghĩ tới cái chuyện mà ăn cắp ăn trộm gì của người ta, có xứng đáng gì đâu. Thì anh thấy không, cái này là đem tôi ta trọng.
Vì vậy trong cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ, người ta nhắc mình đó, đừng có nó tâm muốn suy nghĩ gì chuyện của nó, nhắc nhở mình nó là hiện tượng tự nhiên, làm việc theo chiều của nó vậy thôi. Đừng có đem tôi ta, đừng có xét đoán nó. Tâm suy nghĩ, tâm ái, tâm tham, tâm sân, tâm si nó không có biết, không có biết ai hết. Nó chỉ làm theo cái kiểu cách của nó vận hành theo cái nature của nó. Ví dụ nó có một sư đó, sư nói rằng là sư đi về thăm gia đình, rồi sư gặp cái cô em gái của sư. Em gái này cũng phải là em ruột, nhưng mà em con cậu đó. Thì cô nói nó đẹp lắm, là bữa đó rồi trong nhà có đám có tiệc nữa thì nó cũng ăn mặc luôn sạch sẽ rồi vậy đó. Thì tự nhiên sư nói, tôi thấy nó cái tự nhiên tôi tâm ái tôi nổi lên, tôi thích nó. Đó thì sư mới là trình với thiền sư, thì nói là thưa sư, lúc bây giờ tức thì tâm con nó nói, trời ơi sao mình làm gì kỳ vậy, đây là em của mình mà. Nó dù sao là nó cũng em của mình, nó con cậu mà chứ, gần gũi quá mà, gia đình mà, làm sao mà mình nghĩ bậy bạ, mình là người tu nữa. Đó, thì thiền sư ông mới nhắc nhở nó, đừng có phản ứng với tâm của mình. Tâm mình nó nghĩ cái gì này, nó không có biết cái gì hết trơn, nó nghĩ nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy thôi. Để yên cho nó, để mình qua cái cách sinh hoạt của nó. À, rồi tự động ra mình sẽ hiểu, mình hiểu là khi mình đã hiểu nó rồi thì sức mấy mà nó phá mình được. Còn cái này mà mình sai phía bên nào, nó xấu mình ghét, nó tốt mình thích, thì anh thấy anh đứng một phía rồi. Đó. Còn cái này anh neutral, cái má anh nó cung bình lắm, nó đứng đến giữa để nó quan sát. Nó nghĩ xấu mình biết nghĩ xấu, nó nghĩ tốt mình biết nghĩ tốt, mình không bị phép cái phái nào hết trơn. Thì cái tâm này là gọi là tâm xả đó, cái tâm này nó đưa đến cái trạng thái mà tâm cái lần của một cái người tu tập đó. Tâm nghĩ thế nào đó là sự sinh hoạt của tâm, tốt cũng tâm mà xấu cũng tâm. Đừng có vì nó suy nghĩ tốt là mình thích, thì khi nó suy nghĩ xấu là mình bực cả. Vậy thí dụ con suy nghĩ là cái mà trong nước mơ mình phản ứng như vậy là mình có tạo cậu hay không, thì cái đó là cũng nên suy nghĩ. Dạ, thì nó mình làm sao mà anh nhận nó được, thấy không? Trong giấc mơ đã suy nghĩ rồi, mà đi dậy rồi anh còn suy nghĩ nữa, thì bây giờ cái bộ phận của anh là suy nghĩ, biết suy nghĩ thôi. Còn cái chuyện mà không nghĩ trong giấc mơ thì nó tạo tội. Cũng không có cái gì mà tội hay là không tội trong này, anh thấy nè. Trong này là chỉ có một cái là mình đứng về một phía nào đó, thì mình không nhìn ra rõ được cái vấn đề. Ví dụ như bây giờ đó, như cái trường hợp của sư đó, ông thầy sư cũng nói, tốt ra là sư chỉ đứng yên mà sư quan sát nó thôi, sư vui vẻ, sư cười với nó là. Đây là sư phản ứng nè, vì nó nghĩ bậy mà. Nó nghĩ bậy sư phản ứng, rồi sư đứng rồi một phía bên này rồi. Rồi bây giờ bữa nào nó tốt rồi, sư cũng thích nó nữa, thấy không? Thì cái tâm tư luôn luôn là phản ứng, thích ghét, một trạng phiền não. Còn nó như thế nào, mình biết như thế như vậy thôi. Đó là cái tâm của một cái người tu tập, nó đưa tới cái trạng thái tâm là upekkha balance, không đứng bên nào hết. Còn hệ mà anh đã đứng một phía rồi, trong này phải có bản ngã, dễ sợ không? Mình thấy nó rất là vi tế trong này. Vì vậy khi mình mơ mình thấy cái gì mình biết cái đó, rồi khi mình thức dậy tâm mình suy nghĩ cái gì mình biết nó suy nghĩ, rồi xong xuôi. Đừng có cần phải phân tách cái này tốt cái này xấu. Đó là cái tập á, tập thiền á, là vậy đó ha. Vì anh chẳng nóng được mà, em muốn suy nghĩ, muốn làm gì làm mà. Nhưng mà người ta đặt cái câu hỏi, nếu mà mình nói như vậy thì nếu mà mình suy nghĩ bậy rồi mình làm bậy rồi mình có tạo tội không? Tạo chứ, không tạo được nhân quả mà. Nhưng mà nó cái cách vận hành của nó như vậy, khi mà mình nhận ra nó tốt nó xấu rồi thì không cách gì mà nó làm nó sai mình được. Mà anh đứng về một phía thì nó sai anh được. Tốt thì làm đi, xấu đừng làm thì nổi sân trong này, thấy không? Phản ứng câu hỏi rất là hay, đúng không? Thường mình ưa phải trái với tâm của mình lắm. Làm như vậy là không tốt, làm như vậy là tốt, làm như vậy xấu, làm như vậy là không nên làm được vậy đó, thấy không? Ngoại trừ trường hợp là mình có trí tuệ, mình nhận ra là cái tâm mình khi mà nghĩ tới cái chuyện đó hay là muốn làm cái chuyện đó, cái tâm mình chưa làm mà nó rất là chấn động, là mình biết là không xong rồi. Cũng đã tốt xấu gì mình thấy không ổn nè. Vì vậy trong cái khóa thiền vừa rồi ở tại Florida, người ta hỏi sư, nói là cái anh đã tập niệm thọ, anh nói làm sao mà biết cái tâm mình suy nghĩ nào đúng cái nào sai này. Nó suy nghĩ nhiều cái rất là hợp lý. Nhưng mà nếu mình làm theo sau nó làm như cái kết quả nó cũng tốt, thì tôi nói
anh hãy khi mình suy nghĩ cái gì, anh hãy coi trạng thái tâm của anh như thế nào. Khi mình suy nghĩ tới cái chuyện đó, coi cái tâm của mình nó có yên ổn không, tâm mình nó có yên không. Nếu tâm mình nó chấn động là rồi mình biết là không xong rồi đấy. Hoặc giả là đôi khi mình chưa có nhận ra được, nó suy tới nghĩ lui, suy tới nghĩ lui, lắc mình thấy mệt à, mệt quá mệt, là cái này vậy là cũng không yên rồi đấy. Vì vậy cái tâm, cái trạng thái tâm nó rất là, nó quyết định cái sự tốt xấu à. Mà mình phải học để mình tập, mình coi cái trạng thái tâm này. Trạng thái tâm là ví dụ chẳng hạn như khi mà mình ví dụ chẳng hạn như ai mà tới mà gặp mình mà nói chuyện xấu của người nào á, lúc đầu mình thích nghe lắm. Nhưng mà sau này mình thấy khi mình nghe đó, mình cũng hướng vào đó, mình cũng thấy không có yên chút nào trong tâm mình. Đấy, cái này là mình thấy tội rồi này. Nó cứ để ý cho coi, ai mà nói xấu người nào đem tới mà kể cho mình nghe cái chuyện rất là negative về người nào, lúc đó mình thích nghe lắm, phải vậy không? Đôi khi mình nghe chưa kịp mình còn phải tới nữa nha. Nhất là mấy người nào mình oan trái á, đang đi kể lại. Thì mình thường làm như vậy, rồi sau này mình để ý rằng là mình nghe mình đã thấy nó mệt rồi, mình kể lại cũng phiền não, cũng mệt mỏi nữa. Thì mình hiểu rằng mấy cái này là không tốt rồi. Phải đổi thói quen. Chuyện gì có ai đừng có đem vào trung tâm mình, làm cho tâm mình nó chấn động. Khi mà làm cái câu chuyện thì mình đặt cái câu hỏi, cái chuyện này là người ta làm sai trái phải không? Nếu đã sai trái thì thôi mình đem trung tâm mình chi? Người ta sai chứ mình đâu có sai đâu à. Còn 15 phút nữa quý vị. À, cái cô Kim. Phải như vậy, nhưng mà tùy theo chết như thế nào, phải không? Nếu trước khi chết mà tâm cô sáng suốt, cô đã biết, cô trở lại với hơi thở, cô trở lại với đề mục của cô, tâm cô yên ổn thì nó lại khác. Thì bây giờ do đó mà mới tập bây giờ. Thì trên bây giờ làm sao đây? Cũng giống bữa trước cô hỏi tôi đó, lát thành A-la-hán hay sao? Đúng rồi, chứ mà chắc lẽ mình cứ muốn A-la-làng hoài. Tôi để cho improve với cái quality của mình mà, phải vậy không? Mình có thể là mình mê mờ bây giờ, nhưng mà mình tu tập hoài cho nên nó có thói quen. Thì trong giấc mơ nó ngu si, nhưng mà gì đây, cô Kim biết không, cô sẽ tới một cái giai đoạn đó, khi mà nó ngu si tự nhiên cô thức dậy à? Thì khi mà thức dậy rồi thì mình làm cái sao để cho cái giờ phút thức dậy này nó cứ kéo dài hoài, bằng cách mình duy trì chánh niệm hoặc giả là mình niệm Phật rồi vậy đó, mình hướng cái tâm về cái chuyện thiện thì nó sẽ có trớn, và là cái giấc mơ của mình nó không còn nữa. Cho mình ngủ mà giấc mơ mà mình không thấy cái gì đó, mình trong đó cũng ngu si à, chứ đừng có nó thấy cái gì. Thì cũng bây giờ phải ngủ cho làm sao, vì vậy Phật mới không ngủ. Đức Phật ngày nằm nhắm mắt rồi ngày thiền tập thôi, ngày duy trì chánh niệm thôi, ngày không có ngủ là vậy đó. Trong cái ngủ là mê rồi, ngủ là mê. Và một ngày là mình vô cái chỗ sân si mê mờ là hết 8 tiếng rồi, đó là giá chót rồi, chưa kể là thêm bữa trưa bắt đầu thành nó 10-12 tiếng, sướng lắm. Nhưng mà có những cái mình không nhớ, mình ngủ dậy cho mình biết mình đã nằm thấy tùm lum từ đây, mình không nhớ cái gì, nhưng mà mình biết mình cũng ngu si tùm lum từ đây á, nó không có giấc mơ mà cô không có làm gì được hết trơn à, giấc mơ mình nghĩ mình chết mình không nhớ gì chứ. Thì sẽ nói dĩ nhiên nếu mình tu thì vậy, điều này cho thấy là bây giờ mình phải ráng mình tu đi. Thì con cũng ráng làm xong thấy như vậy rác chưa đủ, rác chưa đủ. Cô có nghe cái sự tích của bà Malika không? Bà Malika là bà hoàng hậu đó. Bà hoàng hậu bà chết đi, bà tái sanh là vua trong địa ngục á. Đâu rồi ông vua
ông vua mà ông bà ông vua thì vợ chồng có bà hoàng hậu ra ha. Rồi cái ông mới biết, ông biết Đức Phật là biết cái người mà chết đi tái sanh về đâu, ông lại ông hỏi Phật. Và bạch Đức Thế Tôn cho hậu của con Malika nó chết rồi đi về đâu, Đức Phật bình tĩnh. Đức Phật không có trả lời. Tại vì sao Đức Phật thấy bà tái sanh về trong địa ngục mà sao nói sao được? Nhưng mà Đức Phật cũng hiểu rất là rõ là bà này bà đã tạo rất là nhiều cái thiện duyên, nhiều cái phước đức. Thì cái tạm thời trong cái lúc mà phút chết á, trước khi chết á, bà vì cái tâm mà kêu bằng là bà remorse. À, vì cái chuyện là bà nói dối với ông vua. Cái đó mà vào lúc mà sắp sửa chết thì cái tâm này nó khởi lên, nhớ lại cái câu chuyện tôi bà đi vô trong địa ngục. Nhưng mà vì là bà làm quá nhiều phước đức ra, bà ở trong trong thời gian mình cũng đi ra lại. Thì 7 ngày thì người ta nói có tư cách tương đối vậy thôi, chứ còn mình đâu có biết. Cái số 7 về 500 kiếp rồi cái thôi đó không biết làm sao mà nói. Hả? Là sao? 4 ngày chết nữa. Đi đầu thai đó, thì mỗi tuần đó, chết là nữa. À, cái đó sư không biết, đó là trong chắc là trong giáo lý của bên Tây Tạng là cái gì người ta nói vậy đó. Nhưng mà trong cái câu chuyện mà sư đang kể đó thì Đức Phật bà đi xuống một thời gian ngắn thôi, nó không biết bao nhiêu. Thì sau khi mà đợi cho đến khi mà bà được tái sanh vào cái chỗ mà tốt đó, thì Đức Phật mới nói. Như vậy thì mình thấy không, mình đừng có nghĩ là mình làm chuyện nhiều chuyện phước đức rồi mình chết rồi mình đi tái sanh liền tức thì, tùy theo cái last minute mình nghĩ cái gì mình đâu có biết. À, thì đầu thì mình nói là phước đức là vậy là kusala đó, tức là trong đó là có luôn cái chuyện đó nữa. Thì nhờ cái đầu này tốt thì mới đi làm bánh, làm bún rồi gì mà dân cứ khắc sư chứ phải không? À, hôm nay mình mới có một bữa mình ăn mới đã đời vậy thôi. À, chứ còn mình nếu mình nói xấu rồi thôi đâu có cái chuyện đó nữa. Nó xấu thì nó bỏ sẻn lắm, nó không làm phước. Hay không? Còn nó nghĩ hôm nay là ngày Chủ Nhật mình làm cái gì để mình cúng dường cho Chư Tăng, mình có cho cái sư là cho các thiền sinh, cái đó là tốt cái gì nữa. Chứ sao mà chó nhặt được. À, mệt ở đây bây giờ làm sao mà mệt quá là không nên thế này, phải không? À, để làm vừa phải thôi. À, thì chắc già thì già thiệt rồi chứ chắc gì nữa. Ai cũng vậy. Sư còn thiếu hồi kỳ trước có một câu, có người hỏi thân kiến hoài nghi với cấm cũ sư. Là sao? Hỏi cái gì? Sư chưa trả lời. Sư nói là kỳ tới trả lời. Có một cái bài pháp thuyết về cái đó rất là đầy đủ. Sư nói là sư chỉ giải thích sơ sơ thôi. Còn có một cái bài pháp đầy đủ đó, nói về cái chuyện đó. Nếu có tối nay sư lấy đọc cái gì ngay. À, thường thường thì quý vị hỏi thì sư trả lời một cách tóm tắt thôi, rồi sư nhớ lại cái chỗ nào thì sư đem nguyên cái bài pháp mà thiền sư giảng á, thì giải nói cho lại cho quý vị cho đầy đủ. Giấc mơ, dạ, mô Phật con. Bình thường khi mà con thức là con có nghĩ về sự chết không? Không. Nhưng mà khi mà nằm mơ thì thấy người ta giết mình rồi vậy đó hả? Như vậy tức là cái này là không phải là tại vì mình nghĩ tới chết mà trong tâm hoảng sợ. Có một cái cô. Không, sư nói là trong cái bình thường như thế này này. Trong cái đời sống bình thường á, cho khoan nói giấc mơ cái đã. À, vậy. Thì bây giờ nó thấy cái gì thì cái chuyện của nó thôi, kệ nó, không sợ là được rồi. Cái vấn đề là tiền kiếp như thế nào thì sư không có dám nói một cách chính xác là con làm cái gì trước sư đâu có biết. Nhưng mà vấn đề là bây giờ đó, khi mình thấy như vậy tâm mình nó yên ổn, nó vắng lặng là tốt cái này. Khi mình thấy mình ngủ mà mình thấy giấc mơ mà mình thấy mình bị người ta rượt, người ta bắn, người ta giết cho mình mà mình hoáng hốt, mình la rồi mà. Thì thật ra là cái này là phản ứng của tâm thôi. Cũng có gì tốt xấu như trong này, nhưng mà cái đó là cho thấy là cái tâm của mình nó sợ hãi rất là nhiều, phải không? Còn đằng này tâm mình yên, nó không sợ thôi, có sao đâu. Mới là mơ thôi, đâu có cái gì đâu. Nó mơ là những cái tạp niệm suy nghĩ ban ngày của mình nó trở thành giấc mơ đó. Hoặc giả là cái sự suy nghĩ này nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Ví dụ như có một cái cô đó, cô nói cái gì ta,
Để sư nhớ này là sư quên là cái cô bên Houston đó, cô nói cô bị cái gì đó này, rồi mục sư là nói là chắc là hồi trước là cô là cái con rắn quá, cô không chịu. Nói cái gì đập đạp thì cô chịu, mà con rắn độc cô đồ cũng chịu, cô không chịu. À. Nhưng mà trở lại là cái chuyện giấc mơ á, thì phải nhớ một điều là giấc mơ là nó không có một cái căn bản nào trơn. Ban ngày thì mình suy nghĩ, tâm mình nó suy nghĩ, nó muốn suy nghĩ gì à. Khi con ngồi tự nhiên con suy nghĩ ước gì mình trúng được 1 triệu đô la thì mình sẽ làm chuyện này chuyện kia, mà tiền đâu mình triệu đô la, có mua vé đâu mà trúng số, thấy không? Nhưng mà những cái suy nghĩ đó con có đâu có để ý. Nhưng mà khi mà nó thể hiện ở trong giấc mơ thì nó làm cho tâm của mình nó bị một cái gì đó, do đó mình mới nhớ. Vì vậy người ta nói rằng khi mà bạn nhắm mắt và bắt đầu bạn ngủ mà gọi là deep sleep rồi đó, thì trong nó mơ không à, mà mình không có nhớ gì hết. Every second mà nó xảy ra là mình mơ trong đó mà đều không thấy. Vì vậy hồi nãy mình nói là trong cái giấc mơ đó là vô si đó, tâm si ở trong đó nhiều lắm đó. Nhưng mà nó nhớ là tại sao mà mình nhớ, là vì cái này là cảm xúc. Cảm xúc trong cái giấc mơ nó làm cho mình bị chấn động. Mình buồn, mình vui, mình hờn, mình giận, là mình thương, mình ghét, mình sợ hãi, bất cứ cái gì. Cái dạng emotion đó, rất là nhiều ở trong đó thì mình nhớ. Hoặc giả là cái giấc mơ nó gần vào cái lúc mà mình thức dậy đó, thì mình nhớ. Đó thì là trong nhà thiền ta giải thích như vậy đó. Vì vậy giấc mơ là giấc mơ thôi, đừng có dựa vào trong đó. Rất là nhiều người họ thấy giấc mơ đó, họ tưởng, họ tới họ hỏi là giấc mơ nó có thành hiện thực không. Mấy cái này nguy hiểm lắm. Cái câu trả lời là không có cái gì nói hết trơn. Đừng có nghĩ là nó sẽ trở thành hiện thực. Còn mà nếu mình nói mà trở thành hiện thực là mình cứ người ta cứ nghĩ là hiện người ta mơ cái gì, nó câu chuyện nó sẽ xảy ra như vậy. Cái đó là nguy hiểm rồi nè. Cái đó nguy hiểm lắm, vô nguy hiểm vô cùng. Nó gọi là coincidence mà thôi, nó chỉ là sự trùng hợp thôi. Chứ không phải mình mơ cái gì, mình nghĩ cái gì là tự nhiên nó xảy ra đúng như vậy. Phải, không có. Ngay cả khi mà nó xảy ra thật sự rồi mình cũng nhắc mình, cái này là coincidence thôi. Chứ không phải là không có sự thật, không phải là mình mơ thấy như vậy, bây giờ nó hiện hiện ra như vậy, không đúng. Vì vậy trong trong cái sự thiền tập tứ niệm xứ này mà nói tới mơ là người ta chỉ nghe mình nói vậy thôi, rồi cái chắc mình thôi bỏ qua, mơ chỉ là mơ, không sao cả. Nếu mà tâm mình không có phản ứng vậy là được rồi, tốt rồi, để yên cho nó như thế nào, exit đi thôi, đừng có đụng tới. Bữa nào mơ cái gì vui tới kể cho sư nghe với. Có cái tình báo cho người chết hả? Đó thì sư nói với những cái chuyện này gọi là coincidence thôi. Còn không nữa là hễ mà mình thấy người chết là bữa nào là mình hoảng hồn, mình ngồi mình chờ hoài không biết có ai nhắn tin cho mình xong. Đó thấy không? À, thì đó là tại vì con nó rất nhiều lần nó xảy ra như vậy, do đó con sắc với con cứ nó hễ cái nằm mơ là sẽ thấy ngay tin người chết đó. Thì con một bữa nào đó con nằm mơ thấy người chết mà không có ai báo tin hết trơn thì con sẽ hiểu rằng là cái này nó kêu bằng là nó trùng hợp thôi. Đó thì không phải đâu, không đúng đâu, con để ý nữa đây, con còn trẻ quá mà con chưa thấy đâu. Càng lúc càng về lớn tuổi rồi mình sẽ thấy nó không có phải. Không thấy, không phải ai cũng là nằm mơ thấy. Nhưng mà có một cái như thế này này, là những người mà tập về thiền tâm từ đó thì cái tâm họ yên lặng đó, họ thấy những cái tở tướng sẽ báo cho họ biết là cái gì nó sẽ xảy ra. Nhưng mà cái này là kêu bằng là nó có một cái sự thực tập ở trong này, chứ không phải là họ là có cái khả năng mà kêu bằng là có mà kêu bằng là psychic power, có một cái thần thông gì để họ thấy cái chuyện gì xảy ra, không phải vậy. Thần thông đó. Mà nhờ họ tập về tâm từ, đó, cái ông thầy của sư ông tập về tâm từ đó, rồi có một lần đó ông tập cái tâm của ông tốt quá, rồi khi mà ông trình pháp với thầy của ông á, rồi ngài hòa thượng thấy tốt quá, rồi hàng hòa thượng mới đưa cho ông cái tên, rồi nói bây giờ con giữ cái tên này trong tay đi, để nhớ cái tên này, rồi trong khi mà con ngồi thiền con rải tâm từ, rồi con có việc rải tâm từ như thường lệ thôi. Để tới một lúc nào mà con thấy những cái tở tướng nào nó khởi sanh á, ví dụ nó thấy bắt đầu trong người nó mát mẻ, hoặc giả là thấy ánh sáng, hoặc thấy cái gì đó, thì con nghĩ về cái tên nó coi thử sao. Đó, thì ông này cũng có biết gì à? Thầy của sư ông đâu có biết gì à? Học trò mà. Ông nói hòa thượng đưa tôi cái tên thì tôi cũng cứ việc là nhớ cái tên đó thôi. Rồi khi mà bắt đầu nó tở tướng nó khởi sanh thì tôi cũng nhớ.
Tôi nhắc tôi về cái tên đó thì tôi thấy có một cái hình ảnh xảy ra. Ở trên này nó có một cái bàn tay nó đi xuống, ở dưới này có bàn tay đi lên, nó đi từ 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 từ, nó gặp nhau, cái nó đang một nó kéo nhau như thế này. Thì sáng lại ông gặp hòa thượng thầy của ông, rồi ông trình pháp với ngài. Ông nói rằng hôm con ngồi con thấy như vậy đó. Rồi cái hòa thượng hỏi lại, nếu như mà đây là một người bệnh thì ý của con như thế nào? Nếu mà cái tên của mà sư cho con đó là của một cái vị sư mà bệnh, thì với cái hình ảnh đó là ý của con là con nghĩ như thế nào? Ông nói mình đi trình pháp ông thiền sư, mà thiền sư hỏi lại mình nữa, thì ông nói rằng là theo ý của con á, nếu như mà nếu đây là một cái người bệnh á, thì cái cánh tay mà dưới mà đưa lên, để trên đưa xuống mà kéo như thế này, thì chắc con nghĩ là người này sẽ lành. Ông sẽ nói vậy thôi à? Đó thì câu chuyện xong rồi, cái thầy ông kể cho sư nghe. Ông nói là đó, hồi đó hòa thượng thầy tôi không có nói gì hết trơn, rồi bắn đi khoảng chừng một hai tuần sau đó, ngài hòa thượng biểu tôi, lúc đó là tôi sa di mặc y đi theo ngài đi vô trong nhà thương á, rồi ngài dẫn tới, ngài chỉ cái vị hòa thượng, ngài nói đây này, hòa thượng này là tên như vậy đó, ngài bữa trước là sư cho con cái tên là tên của vị hòa thượng này, ngài đau nặng lắm mà bây giờ ngài khỏe rồi đó. Điều đó có nghĩa là ông có khả năng ông chữa bệnh được không? Ông chỉ biết câu chuyện gì xảy ra vậy thôi. Đó, nhưng mà biết trước là không có, là nhớ là cái tâm của mình đã nhờ tâm sáng suốt, tâm nó không có mong đợi cái gì hết trơn á, nó expect cái gì hết, nó chỉ làm cái công chuyện của nó thôi. Thì tới một lúc nào đó là nhờ cái tâm yên tĩnh, nó tự nhiên nó thấy có những cái báo dấu hiệu cho báo biết trước. Cái phải người này, không phải người này là có khả năng biết hay là có khả năng chữa bệnh cho đồ gì thì không có, mà nó là nhờ cái tâm yên tĩnh. Tâm yên tĩnh nó sáng suốt rồi nó thấy được cái này, thì mấy cái này thì có thể có lý do này đó. Mà ngay cả như vậy đó, hòa thượng cũng đâu dám xác biết cái gì, phải không? Ngài cũng hỏi lại ý của con như thế nào. Nếu mà không lành thì thôi. Như vậy thì sư hỏi là gì đây? Những cái lúc nào mà khi nào mà hòa thượng đưa cái tên, hoặc giả là sư nhớ về tên của một người nào đó, thì luôn luôn nó xảy ra cái chuyện là người đó sẽ lành bệnh không? Ông nói dạ không phải đâu. Có một lần cái câu chuyện xảy ra cũng là bạn của hòa thượng nữa, cũng một cái vị ngài hòa thượng ở cái chùa bên cạnh đó. Đó, rồi ngài đó cũng bệnh dữ lắm. Rồi trong khi ngài cũng đưa tôi cái tên để tôi quay thử là biết tình hình của ngài, ngài có sống được không hay là ngài mất. Thì tự nhiên tôi đang ngồi, tự nhiên tôi coi, cái tự nhiên khi mà tự tướng tới tôi nhớ tên của ngài, cái tôi thấy có một cái người đứng ở đầu chạy vô trong phòng tôi la nói, thầy ơi thầy, thầy có nghe không, hòa thượng mất rồi. Thì đúng như vậy, hòa thượng mất thiệt. Vì vậy cái chuyện mà biết trước một cái gì đó, đây là một cái vấn đề nó thuộc về vấn đề tâm linh rất là nhiều. Mà nó đòi hỏi cái người mà biết là phải có một sự tu tập nào đó, có một sự yên tĩnh nào đó, thì cái sự biết là nó chính xác hơn là cái chuyện cái khơi mà tự nhiên mình bước biết à. Vì vậy người ta khuyên mình nó đừng có dựa vào những cái data này để mình giải thích rằng là tại vì như vậy thì câu chuyện nó sẽ xảy ra như vậy, cũng là nhân quả, thì nguy hiểm vô cùng, rất là nguy hiểm. Đừng có kết nối những cái chuyện của nó xảy ra đó. Ngoại trừ những cái chuyện mà mình biết rõ ràng nhờ một cái sức tu tập nào đó, nhờ một cái sự tiến bộ nào về tâm linh của mình đó, thì mình nói thì chính xác hơn. Thôi được ha, có gì 4:30 rồi. Xa xuống.